Những thứ mà em tao xăm mình, xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình. Phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình. Hẻm 48 ngay từ xưa đã không là yên bình. Người theo đạo Thiên Chúa nên dân không có thờ đại ca. Nhưng nếu mày gây chuyện trong đây, tao thách mày mò được đường ra. Bước ra ngoài hẻm vì biết nhìn trước nhìn sau. Vì đây là khu ăn nhậu nên thường có vật lạ bay vô đầu. Già trẻ lớn bé khu này vai vế bằng nhau. Như cứ mà người solo coco thì có chừng đầu đổ máu. Tao sẽ từ nhỏ là đi chơi không có hàng. Nếu như gặp được tao mày bỏ chạy làm con chó. Nhưng làm sao để đứng lại khi bản lĩnh mày không có. Nói cho tao nghe khu mày sống ra sao. Khi mày gặp mặt kẻ địch liệu mày có phóng ra dao. Tụi mày sống có cho nhau hay mày muốn chơi tao. Cứ vào